bài tụng quán bất tịnh của pháp sư tỉnh am lời tựa đức phật vì những chúng sinh nhiều tham dục nên chỉ dạy pháp quán bất tịnh thực hành pháp quán này lâu ngày thuần thục tự nhiên trừ dứt được tham dục có thể vượt qua được con sông luyến ái siêu thoát sinh tử luân hồi nhân lúc thanh nhàn tôi có xem qua bộ luận đại trí độ mượn lấy ý tưởng từ đó mà làm ra bài tụng này dùng để tự nhắc nhở cảnh tỉnh bản thân cũng là nhắc nhở cảnh tỉnh người đời quán tưởng cái chết bao nhiêu luyến ái rồi cũng dứt thân này xét kỹ được bao lâu rơi lệ khóc người đều vô nghĩa mấy ai quán xét tự ban đầu quán sát chết trương sình sinh thời bao dáng vẻ đẹp xinh thoát chốc thành thây thối trương sình trước mắt những người đang son trẻ mai sau có thoát được tử sinh quán sát chết với máu bầm xanh đen da thịt đổi sang đỏ trắng vàng máu bầm xanh tím rỉ tràn lan hãy nhìn cho kỹ thân xác ấy mới hôm nào y phục xen sang quán xác chết hư hoại da thịt ôi thôi vữa nát rồi tim gan phèo phổi lộ ra thôi nếu người sáng suốt như thật quán tham luyến gì trong đống thịt hôi quán xác chết máu ứ tanh hôi Dung nhan tươi đẹp đã mất rồi Tử thi đầy máu ứ tanh hôi Dù muốn nhìn qua phân đẹp xấu Cũng chỉ mơ hồ một dáng thôi Quán xác chết thối rửa chảy mũ Xác người thối rửa khó nhìn thấy Nồng nặc tanh hôi muốn tránh ngay Ngờ đâu thân xác hôi tanh ấy đã từng son phấn biết bao ngày, quán sát chết bị các loài thú sâu xé, chim thú chia nhau bữa thịt người, người từng ăn chim thú suốt đời, ba tất hơi ngừng người với thú cũng đều thối rửa trắng xương phơi, quán sát chết tan rã người chết hình hài cũng rã tan tứ chi xương cốt vải tràn lan xét kỹ hình dung xưa đẹp đẽ giờ biết về đâu giữa mênh mang quán xương trắng xương trắng nằm trơ giữa quạnh hiu khi còn đi lại ngỡ yêu kiều nhưng dáng yêu kiều xưa là giả vẽ thật ngày nay có đáng yêu. Quán sát chết hỏa thiêu Hừng hực bốc cao ngọn lửa hồng Di hài bỗng chốc đã hóa không Hãy nhìn đám khói bay lên đó Có thể khởi lòng tham luyến không? Những thi kệ trên chỉ nêu sơ lược điểm cốt yếu của các phép quán chưa có sự quán xét sâu xa và phân tích kỹ vì thế dưới đây tiếp tục nêu rõ hơn quán tưởng cái chết lần hai người thân yêu nay vĩnh biệt rồi mắt nhìn chẳng nở dạ bồi hồi thần thức vừa lìa ra khỏi xác di thể nhập quan khóa chặt Đêm khuya nhà trống đèn leo lắc, Gió thu trướng lạnh hắt từng hồi, Khuyên ai đang lúc còn sinh lực, Sớm tỉnh tâm quán lúc lìa đời. Quán sát chết trương sình lần hai Hơi dừng thân lạnh khí phát sinh, Thi hài thoát chốc đã trương sình, Thân thể căng phòng như túi nước, Bụng như dưa héo nhìn phát kinh Nước trĩ từ thân bao nhơ nhớp rồi nhặn đua nhau đến chập rình Một lớp da che không sớm biết Lầm lạc bao năm đáng hận mình Quán sát chết với máu bầm xanh đen lần hai Thầy phơi nắng gió giải vài phen Màu sắc chuyển sang vàng xanh đen da khô vữa nát rơi từng mảng xương cốt nửa phần cũng rã tan tai mũi giờ đây thành hốc lõm dây gân từng đoạn đứt ngổn ngang ví như tượng đá thường câm lặng nhìn cảnh thê lương cũng lệ tràn quán sát chết hư hoại lần hai da bọc quanh thân vừa rơi rã Hình thể liền tan nát xót xa. Bụng như dưa nứt bầy gan ruột. Dòi bọ từ trong khoét đường ra. Dây khô vô tình quấn tóc rối. Rêu ẩm mọc lan nát lụa là. Nhắn gửi người đắm mê hình sắc. Thôi đừng tô điểm túi phân da. Quán sát chết máu ứ tanh hôi lần hai trơ trơ nằm đó khối máu đông ngàn năm bất động người còn không bê bết lẫn trong lùm cỏ dại ngổn ngang bụi đất cũng ố hồng còn đâu ảo tưởng phân đẹp xấu đâu kẻ nam nhi khách má hồng đáng thương kẻ mê nơi mắt thịt nhận giả làm chân mãi chạy rong quán xác chết thối rửa chảy mũ lần hai da mỏng bồi giấy rách khác chi thịt thối canh thiêu càng đổ đi mũ máu hôi tanh từ trong rỉ rồi nhặn tranh nhau rút tử thi như kẻ ăn lòng lợn nôn mửa như người tắm chó nước sạch chi nếu không ghê tởm thấu xương tủy làm sao dứt được khối tình si quán xác chết bị các loài thú sâu xé lần hai xác quẳng ra muôn loài sâu xé có phần nào còn được vẹn nguyên chẳng đủ no lòng bao quả đói chưa hết cơn thèm lũ chó điên ngày nay đang sống không tự liệu lúc thân tàn ai kẻ tương liên khi ấy không bằng loài dê lợn thịt chúng còn mang bán được tiền. quán xác chết tan rã lần hai. thịt xương bỗng chốc rã tan mau, thân người chẳng biết theo về đâu, nào chỉ dung nhan hình thể mất, cho đến tuổi tên cũng còn đâu. mấy khóm cỏ thu đời dài vắng, thịnh suy xin hỏi gió qua cầu. Người ơi, xin hãy xem xét kỹ, ngọn nguồn sinh tử khởi từ đâu. Quán xương trắng lần hai Da thịt giờ đây rã tan rồi, chỉ còn xương trắng nằm trơ thôi. Gió mưa thêm đổi màu rêu mốc, nước tràn in dấu đất tinh khôi. Trùng kiến không mời thường kéo đến, cháu con mong ngóng vắng xa rồi phong lưu một thuở giờ đâu nữa một khối sầu ôm hồn chơi vơi quán xác chết hỏa thiêu lần hai xương khô lửa giữ quyện vào ngay phút giây cuồn cuộn ngút trời bay hừng hực lửa hồng thiêu trời đỏ Ngùng ngục khói đen phủ ngọn cây Vọng niệm theo cho tàn tiêu tán Chân tâm như mặt nhật hiển bày Muốn thoát luân hồi vượt sinh tử Phải tinh cần tu phép quán này